Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Ngày hôm nay Sơn Ngọc muốn chia sẻ đến cả nhà mình một hoàn cảnh rất là đáng thương. Hoàn cảnh này thì lúc trước Sơn Ngọc có chia sẻ với cả nhà của mình rồi. Thì hôm nay là Sơn Ngọc thay mặt hai cô nhà Hảo Tâm quay trở lại đây để hỗ trợ cho họ. Sơn Ngọc mới đến đây thì mua gạo với lại sữa ở đây rồi. Và có bánh á. Có bánh thì Sơn Ngọc gửi cho mấy đứa nhỏ ăn rồi cả nhà mình. Hút vô đây, con. Tâm. Đúng rồi, đi vô đây nè, vô đây, vô ăn bánh nè. Vô bánh nè. Coi ông kia xé bánh là hết rồi kìa. Bữa đây hình như là bà thiết kế ra một cái khung viên mái như thế này nè, là để cho mấy nhỏ ở đây hay sao đấy? Nó đi vé là người ta xung quanh ta thấy tiền người ta cho tiền chờ để chi cái đó. Đóng dạ. Nhốt lại á. Dạ. Đóng nhốt lại hả? Ôi bà đó rồi chị nha. Dạ bà đi mổ mắt ở dưới bệnh viện anh à. Bà đi mổ mắt rồi hả? Dạ, dạ vậy rồi chị lo cho mấy nhỏ giùm bà. Dạ, lo cho giùm. Dạ, rồi bà đi mổ mắt rồi bà có tiền để đi không chị? Ở xung quanh rồi người ta cho người dạ đồng mổ từ thiện. Dạ. Dạ. Kinh phí thì bà con xung quanh làng xóm cho. Dạ. Còn cái việc mổ mắt thì từ thiện người dạ. ta làm. Dạ. Hình như là thiếu một bé. Này, ba đứa nè. Còn một bé nữa mà. Không, ba đứa nè. Ba đứa hả? À, vậy là em nhớ lộn là bốn bé. Ba đứa. Hai đứa không bình thường, cái này có thằng đó hả? À là hai bé không bình thường, một bé là bình thường. Dạ. Là có bé này thì lanh nè, giỏi nè. Tâm. Ngồi lại con. Con ngồi ăn bánh đi con. Ngồi ăn bánh đi. Đấy. Dạ. Bé lớn này là hay đi lung tung cả nhà. Mà bà thì lại bị xương khớp nữa, không có đi lại được. Lo cho mấy nhỏ thì rất là khó khăn luôn. Thì bây giờ là hôm nay Sơn Ngọc đến đây á, cũng vô tình biết được câu chuyện là bà đã đi khám mắt rồi. Có chị gái ở nhà lo giùm bà. Chị có biết khi nào bà về không? Em cũng biết nữa, đi mổ từ thiện nói đi mấy ngày về á. Dạ. Ơi cho con hỏi thăm tí được không bà? Được chứ. Dạ. Bà thấy mấy đứa nhỏ ở đây bà thấy như thế nào? Thì cái thằng lớn kia thì nó khùng, nó đi miết cả ngày cả đêm thôi. Dạ. Còn thằng đây thì nó hơi nói một chút, còn cái thằng kia đơ, nó không có nói đâu. Dạ. Nó không biết nói à. Dạ. Mà giữ nó đi hưởng cái nó chạy, hưởng cái nó chạy. Dạ. Đi. Bà ơi, mình đi vô trong đây đi bà, để trời mưa, mưa ướt lạnh bệnh á. Dạ. Đấy. Cũng như là cháu nhà cho đâu có ấy, mà ở gần đây nè, dạ. Thấy nó cũng tội. Hay cũng tội quá này, ha. Con này thì nó có chồng cũng khổ quá. Dạ. Rồi bà không thấy đường nữa. Bà giữ ba đứa này không thấy đường. Rồi bà mới nhắn giờ là giữ ba cái đứa này nè. Ba đứa nhỏ này cho bà đi mổ mắt. Mổ mắt là làm mổ mắt ở trong nhà thương từ thiện. Dạ. Cũng như có cũng số nghèo á. Ừ, cho cháu mới số nghèo. Ừ, đi mổ mắt. Nó đi hồi trưa đi cũng không biết nữa. Đi lúc cũng 1 giờ chắc Hà nó chở đi á, nhờ Hà chở đi á. Hà hả? Dạ. Chắc hay chở vô trong ấy, trong nhà, trong kho mắt á. Kêu thôi mắt không có thú thôi, đừng có đi mổ bên đấy, mổ nó không thấy đàn cái gì mà cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Con ơi, con nhớ vô, chú không? Tâm vô. Nhớ chú không? Nhớ hả? Dạ nhớ, nói dạ nhớ. Sao nhớ được? Lâu quá rồi nhớ. Gật đầu đại chứ sao nhớ giấu được đúng không? Dạ. Lo ba bé mà hết hai bé là không được bình thường rồi, chỉ có một bé này là lanh thôi. À có một bé dạ. này, còn hai bé kia thì ba bé thì lại có một mình bà lo. Với lại bà thì cũng xương khớp rồi này kia cũng rất là yếu. Cũng có hai cái dạ. đau điện nó cái lưng đau dạ. đau điếng ngờ là cũng vậy điếng. Dạ, bây giờ thì chuyển sang mắt rồi nữa. Còn mắt thì mổ hết con rồi, còn con không dám mổ nữa. Dạ. Rất là khó khăn luôn. Ví dụ như ngày hôm nay con có một số tiền con gửi cho mấy bé thì như bây giờ là bà đi rồi thì không biết con gửi cho chị có được không ạ? Dạ. Tôi là chị nó. Chị. Tôi là chị nó nè. Dạ. Chị nó là kêu tôi bằng gì? Dạ. Mẹ nó là em. Dạ. Em trong nhà chứ không phải là ấy đâu. Dạ. Không có sợ chú đừng có sợ hả? Dạ ấy là con gửi tiền cho bà được rồi bà vài bữa bà gửi giờ cho bà với mấy đứa nhỏ. Vài bữa dạ. nó có đi vô trong cái đó con mẹ nó làm sao thì nó đem vô cho mẹ nó ăn cũng được. Dạ. Chứ không sao hết, chú đừng có lo. Dạ. Tôi là chị nè, nó là thứ năm, tôi là thứ ba. Dạ. Còn nó là con đầu, nó là con em á. Dạ. Dạ, vậy con xin phép nhà hảo tâm con gửi cho bà, để bà gửi cho người bà đó giúp con nha. Dạ, vô đây ăn bánh này, trời mưa. Bước vô. Vô ăn bánh này, lát nữa kêu cô lấy sữa uống. Vô ít bánh này, nhanh lên. Nó đi học mà không có tiền, nó đi à. Dạ. Một ngày là 40.000, mà nó có tiền mình cho đi. Dạ. Mà học thì cũng còn nên, đâu có tiền cho nó đi học. Dạ, con chia sẻ với bà là ngày hôm nay con thay mặt cô đơn và cô giáo đến đây gửi tặng cho gia đình của mình là 3 triệu đồng. Dạ, thì con có mua ở đây là gạo với lại sữa với lại bánh cho mấy đứa nhỏ, là hết là 1.120.000 đồng. Dạ, con lấy 3 triệu con trừ đi 1.120.000, còn lại là 1.880.000 đồng. Dạ, con gửi số tiền 1.880.000 đồng cho bà giữ giúp con nha. Gửi sao người bà kia giúp con ạ. Dạ. Giờ nhờ chú giúp đỡ một tháng. Dạ. Một ngày 40.000. Một ngày 40.000 ăn nhà trường, rồi chiều mình tắm mình rước, rồi về nhà. Ngày 40. Đây dạ. Để con gửi số tiền này để bà về gửi lại giúp con nha bà. Dạ. Dạ, đây là con gửi cho bà là 500, 1 triệu, 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu, 1.880.000 con gửi thành 1,9 triệu luôn. 1,9 triệu. Dạ. Con cảm ơn nha. Chú thay mặt em chú. Dạ. Dạ, về gửi giúp con nha. Dạ. Chú đưa cho tôi có con nó mà. Con nó nè. Dạ. Con nó là con đầu nè. Con có con nó mà. Cái ấy lên này. Dạ, con thưa đến với hai cô là con đã thay mặt hai cô gửi số tiền cho gia đình của họ rồi. Thì con cũng xin cảm ơn hai cô rất là nhiều. Con chúc gia đình của hai cô luôn có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn hai chú cũng tới đây cũng giúp đỡ cho em tôi. Dạ. Dạ, con cảm ơn gia đình của mình nha. Cảm ơn hai. Ăn bánh đi con. Vậy bữa có sữa có gạo ăn rồi nha. Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Ngày hôm nay Sơn Ngọc có đón đoàn của cô Liên đến đây để gửi tặng những món quà yêu thương cho những ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi, và có những món quà dành tặng cho các em thiếu nhi nữa. Tại vì ngày hôm nay thì cũng đã là gần đến ngày Tết thiếu nhi rồi đó cả nhà mình. Có quà cho người lớn và có quà cho các em, và có cả quần áo cho bà con lựa nữa. Dạ được chị. Lấy bao lựa đồ đó ha. Dạ. Con đi ra con Tết tôi đi ra không mẹ mang vô đâu ăn được mà đâu con trai Cô ở đây là thoải mái luôn, nó thiếu người ta mới nhận rồi. Thưa cả nhà, thì hiện tại là bà với lại các cô là cũng đã phát hết một phần những món quà nhu yếu phẩm dành tặng cho ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi rồi cả nhà. Thì bây giờ là con Sơn Ngọc cũng xin phép những ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi cảm ơn tất cả các bà và các cô rất là nhiều. Con chúc tất cả các bà và các cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, con Sơn Ngọc cũng xin phép khép lại video tại đây nha. Hẹn cả nhà thân thương của mình những tập video tiếp theo. Cả nhà mình ơi, đừng quên ủng hộ cho Sơn Ngọc một like và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà mình. Bye bye cả nhà mình ạ.